tôi là nhà cố vấn già, xin kể các bạn những câu chuyện về đầu tư. Khoa số Hoàng Ngọc Khang hỏi là gì về cái khóa mà tôi khai giảng. Xin thưa với các bạn là gì, đối với cái khóa học là nhà đầu tư tài chính cá nhân ấy, thì mỗi một lớp như vậy tôi kèm cặp trực tiếp trong 3 tháng và mỗi tuần như vậy là 2 buổi. Và sau 3 tháng kèm cặp như vậy, hướng dẫn như vậy á, thì có thêm 9 tháng nữa. Những cái gì mà tôi thấy hàng ngày tôi chia sẻ, những cái gì mà tôi cầm tay chỉ việc tôi chỉ cho thấy ở trên thị trường. Đây là môn kỹ năng, thì chính vì vậy mà cái quá trình như vậy nó cần cái thời gian. Và lớp thì một quý nó có một lần thôi, một quý nó có một lớp thôi, chứ cũng không thể mở hàng tháng được các bạn. Tại vì tôi còn có cái công việc của tôi nữa. Và sau đó thì ở cái ngày mà 12 tháng 1 năm 2023 này nè, cái khóa về nhà đầu tư tài chính cá nhân, cái khóa 3 sẽ khai giảng. Và tôi tin rằng là gì, những cái bạn mà tôi đang hướng dẫn kèm cặp như thế này sẽ đón được cái dòng tiền thông minh trong cái thời gian sắp tới. Tại vì trong khóa học mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà nhận biết cái dòng tiền thông minh nó xâm nhập vào cổ phiếu cũng như là xâm nhập vào thị trường, từ đó giúp cho các bạn đầu tư một cách hiệu quả hơn, an tâm hơn và tránh được những cái tổn thất trên thị trường tài chính kinh doanh cũng như là đạt được lợi nhuận tốt nhất. Em có thể tham khảo ở trên Facebook nhà Phan Lê Thanh Toàn hoặc là trên trang web nhà cố vấn già, trong cái mục là đào tạo thì trong đó có cái link sẵn và em có thể tham khảo ở trên đó. Tôi thì để cho các bạn tự tìm hiểu thôi, đọc rồi có cái gì mà không thấy chưa ổn hoặc là thấy cái gì mà cần quan tâm thì có thể online Google Meet để rồi có thể trao đổi trực tiếp với nhà cố vấn già trước khi mình muốn đăng ký. Nhà cố vấn già kiến tạo những nhà đầu tư độc lập.